Quý nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lời nói đầu thì cho quý nhà gửi lời chào để chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mến chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của quý nhà nhé. Ông bà xưa thì thường hay có câu, những người sống tốt thì sẽ luôn có được những cái phước phần. Dạ vâng, cho đến hiện tại bây giờ, sau khi cô hai ra đi, thì gia đình của cô ấy lại có được cái tình thương của rất là nhiều quý cô chú anh chị em. Và không phải dửng dưng mà người khác lại dành cái tình cảm đặc biệt cho cô hai như vậy đâu quý cô chú anh chị. Là cả một cái quá trình nỗ lực và cả một cái quá trình dành tất cả những cái tình cảm, những cái tấm lòng chân thành của mình dành cho người đời. Cho nên rằng cho đến hiện tại bây giờ, các con của cô ấy lại thừa hưởng được tất cả những gì mà người mẹ đã để lại. Thì mới vừa đây đó quý cô chú chị, quý nhà có nghe được cái thông tin khá là đặc biệt mà chắc có lẽ quý cô chú anh chị mà thương cô hai cũng đang mong chờ rất là lâu. Từ trước cho đến nay á, có nhiều người thương cô hai lên tiếng và nói như thế này. Tại vì sao phía bên gia đình của cô hai lại không viết đơn để thưa những cái người mà luôn xuyên tạc bịa đặt để làm cho cô hai phải ra đi trong cái sự tức tưởi. Thì quý cô chú anh chị em biết rồi đó, gia đình của cô hai á, chịu cái áp lực của dư luận rất là nhiều. Và những người mà thương cô hai, ví dụ như là đồng nghiệp, những cái người mà có liên quan trong cái câu chuyện, cái drama vào năm 2021 á, người ta luôn bảo vệ gia đình của cô hai và không muốn gia đình của cô hai phải chịu bất kỳ một cái sự thiệt thòi, tổn thất cũng giống như là tổn thương nào. Cho nên họ đã quyết định thay cô hai làm hết những cái phần còn lại để đòi lại cái công bằng, cái công lý. Mà quý cô chú anh chị em biết rồi, những người mà sống lỗi, sống sai á, nếu như mà không bị trừng trị thích đáng đó quý cô chú anh chị, thì sẽ không có được những cái bài học xuyên tạc bịa đặt hay là mình theo một cái thế lực nào đó để mà mình hạ bệ cái người ơn, cái người đã từng giúp đỡ cho mình và ngông nghênh coi đó là cái chiến tích đâu, đúng không quý cô chú anh chị? Thì mới vừa đây, trong ngày 29 tháng 11, một nguồn tin của một tờ báo đã xác nhận rằng là phía bên các bác lớn cũng đã đưa ra một cái quyết định là tạm giam cô Hề thêm 2 tháng theo như luật định để điều tra bổ sung. Và trước đó đó quý cô chú anh chị, thì phía bên các bác lớn cũng đã có lệnh tạm giam cô Hề sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị truy tố từ phía bên các bác lớn. Tuy nhiên thì sau khi nghiên cứu hồ sơ, phía bên các bác lớn lại tiếp tục đánh giá cái hồ sơ đó còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ. Và sau đó thì phía bên các bác lớn lại quyết định là trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Và đây là lần thứ hai phía bên các bác lớn ở thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này. Và những người có liên can liên dự trong cái câu chuyện của cô Hề, tiếp tay cho cô Hề cũng sẽ trả một cái giá thật là thích đáng. Thì không biết được nghe cái thông tin này thì anh Cờ và chị gái Mưa của anh Cờ như thế nào? Chứ thực tế ra đó quý cô chú anh chị, ở trong đó cô Hề cũng nói rất là nhiều lần về cái câu chuyện của cô hai. Nói chung khi mà lấy lời khai á, đương nhiên phải khai từ đầu đến cuối rồi. Có nhiều người mà thương cô hai nói sao mà báo đài không có nhắc về cái câu chuyện của cô hai. Dạ vâng, là bởi vì gia đình của cô hai có một cái tính nhân từ nó quá là lớn đi. Cái sức chịu đựng của họ bền bỉ quá đi. Chứ nếu như quý cô chú anh chị mà chịu cái sự áp bức của người khác trong một khoảng thời gian dài để ảnh hưởng đến gia đình của các bạn, thì các bạn có ngồi im không ạ? Dạ không, nhưng mà gia đình của cô hai làm được. Thì quý nhà cũng có thể hiểu được rằng là ở đâu đó những người đồng nghiệp, những người thân của cô hai sẽ không để cho cô hai phải chịu sự uất ức ra đi tức tuổi mà không rõ lý do
và không rõ nguyên nhân đâu quý cô chú chị. Cái nào cũng vậy cả, từ từ rồi khoai nó cũng sẽ như. Từ từ tất cả những cái người mà đã từng thiêu dệt bịa đặt về cô hai cũng phải trả giá cho những gì mà họ đã làm. Bản thân của anh Cờ và chị gái mưa của anh Cờ á, mỗi lần mà nghe tới cái thông tin là cô Hề được gia hạn đó quý cô chú anh chị thì chắc là mừng rớm. Mừng á thì nó hơi sớm, nhưng mà quýnh nhà biết được rằng là họ cũng không thể nào mà tránh khỏi cái can dự này đâu. Trời ơi, những cái con người mà vẫn lăn lỏi ngày đêm đưa những cái thông tin sai sự thật cho bộ kênh kênh của cô Hề lên rủa xả người khác. Một cái người vừa mới mất, vừa mới ra đi, còn đang nằm ở trong bệnh viện, chưa về đoàn tụ cùng với lại gia đình, thì tối ngày hôm đó vẫn ra rả tất cả quý vị khán giả trong nước và ngoài nước, người ta cảm thấy phẫn nộ cực kỳ. Và tất nhiên rằng là cô hai linh thiêng lắm, rủa rả một cái người mà còn sống, người ta không có làm gì các bạn được. Nhưng mà một người đã khuất, nhất là một cái người mà từ bi, cũng giống như là một người con của Phật, giống như cô hai đó quý cô chú anh chị, ta nói nghiệp nó tích tụ nhiều lắm. Bản thân của anh Cờ á, không trực tiếp thì cũng gián tiếp đưa những cái câu chuyện xuyên tạc cho chị gái mưa của anh ta, nhằm với cái mục đích tỏ ra mình là người bị hại. Còn chị gái mưa của anh Cờ đó quý cô chú anh chị, muốn lấy le với cô Hề, muốn trở thành cháu cưng của cô Hề, hô hoáng lên làm trời làm đất, làm mình làm mãi. Chị ta cũng chỉ là một người dân nước lạ, chị ta đâu có phải là cái gì trong gia đình của cô hai mà biết tỏ tường. Bởi vì lẽ đó cho nên cái mấu chốt của câu chuyện là chị gái mưa của anh Cờ tà lanh tà lạc đưa những cái thông tin sai lệch cho cái anh IT, rồi anh IT lại tiếp nối móc méo với cô Hề. Ta nói cái anh IT anh khai nhiều lắm quý cô chú anh chị, có cái câu chuyện của cô hai ở trong đó nữa. Và quý nhà cảm giác được rằng là cái ngày mà cô Hề ra trước vành móng ngựa đó, thì anh Cờ và chị gái mưa của anh Cờ, nhất là chị gái mưa của anh Cờ nha, ta nói còn nhỏ nhưng cái miệng của chị ta cũng dữ dội lắm quý cô chú anh chị. Và đến một lúc nào đó cũng sẽ trả giá cho những gì mà họ đã và đang làm. Ta nói bằng tuổi của các con cô hai như là Quỳnh Trang, Thiên Ngân và Tuyết Nhung, xem tuổi giống như các em, nhưng mà hậu duệ của cô hai ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép, đi đâu ai cũng thương, đi đâu ai cũng mến. Còn cái anh Cờ này, ta nói giang sơn dễ đổi mà bản tính khó dời, lấp liếm, xuyên tạc bịa đặt, tạo dựng ra những cái màn chắn cho bản thân của mình. Và cho dù cái màn chắn nó được cỡ nào đi chăng nữa thì cái lương tâm của anh ta cũng sẽ không bao giờ mà thanh thản. Bởi vì những con người mang ơn người ta, người ta giúp đỡ cho mình, cái miệng của mình có thể là đi thiêu dệt bịa đặt cho người khác được, nhưng cái miệng của mình lại không thể nào bảo vệ cho cái người ơn, cái người đã giúp đỡ. Dù rằng là người ta đang thập tử nhất sinh, đang nằm trên giường bệnh, nhưng người ta vẫn ra sức giang đôi tay để che chở và bảo bọc cho anh ta. Nhưng có khi nào anh ta nhìn lại rằng là bản thân của anh ta sống tệ, sống lỗi, để rồi anh ta và gia đình của anh ta mắc phải một cái tội trời đầy, mà chắc có lẽ rằng là cả cuộc đời này của anh ta sẽ không bao giờ mà vớt vát được một chút nghiệp nào. Cuộc đời này nó có vay có trả lắm quý cô chú anh chị. Ngày hôm nay thấy phấn khích hay là khoe mẽ hay là thể hiện rằng là bản thân của mình dựa show diễn đi chăng nữa thì chưa chắc ngày hôm sau đã nổi tiếng đâu.
Ok, cái đoạn video này của quý nhà thì xin kết thúc tại đây. Mình chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của quý nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của quý nhà nhé. Mình chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.